Hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Đây là DJI Mini 4 Pro và phiên bản firmware là 400 nha anh em. Và mình sẽ bay nó với pin độ 5700 mAh của mình ha. Với bản phiên bản cập nhật mới thì chắc nhiều anh em cũng biết là DJI họ đang fix dần những cái pin OEM ha anh em. Và với cái pin mà 5700 mAh của mình thì cũng có thể được tính là pin OEM nha anh em. Mình cũng chưa thử bay ngoài trời bao giờ để xem coi là với phiên bản firmware 400 này thì DJI đã làm gì với những cái viên pin OEM cũng như là viên pin của mình ha. Thì viên pin của mình là dung lượng tới là 5700 mAh ha anh em. Thì có thể được coi là pin OEM rồi đó. Cho nên là mình cũng muốn thử bay coi là nó có gặp cái vấn đề gì không hết anh em. Rồi tốc độ thì mình thấy không có gì thay đổi ha. Tốc độ lên cao không có gì thay đổi. Thì hôm nay là một cái ngày sau rất là lâu rồi không có mưa anh em. Trời nắng khủng khiếp và hôm nay thì trời có mưa cho nên là cái hơi đất nó bốc lên, anh em có thể nhìn thấy là nó mù mờ. Và trời hiện giờ là lặn gió. Thì DJI gần đây tung ra rất là nhiều những cái bản cập nhật cho tất cả các dòng máy luôn, không có riêng gì dòng máy nào hết. Và đặc biệt nhất là những cái dòng máy mini nè anh em. Những dòng máy mini là những cái dòng máy mà bị cập nhật nhiều nhất của DJI anh em. Họ cập nhật mạnh về pin nha. Tại vì pin OEM hay là pin pin giả của Trung Quốc bán đó anh em, những cái viên pin đó nó đang làm thị trường pin, thị trường của DJI vốn là độc quyền từ xưa đến nay đã bị ảnh hưởng, cho nên là DJI đã liên tục tung ra những cái bản cập nhật để chống lại pin OEM, pin giả của Trung Quốc anh em. Nói chung ra tình hình hiện tại là anh em nào mà xài pin mà chính hãng hoặc là pin mà có sử dụng cái linh kiện mạch điện chính hãng của DJI á thì anh em sẽ không có bị ảnh hưởng. Còn nếu anh em nào mà sử dụng những cái viên pin mà OEM mà sử dụng cái mạch giả, cái mạch mà không chính hãng á, thì anh em cũng chuẩn bị tinh thần đi. DJI sẽ liên tục tung ra các bản cập nhật để coi như là bóp cổ những cái viên pin OEM nha anh em. Chứ nó không có để cho cái viên pin OEM nó tồn tại được lâu đâu anh em. Tại vì nếu nó tồn tại lâu nó sẽ ảnh hưởng tới cái doanh số bán ra của nó ha. Đó, cho nên là nó sẽ không có để những cái viên pin đó nó được tồn tại đâu, mình cá với anh em luôn. Và một thông tin nữa mình muốn cung cấp với anh em là cái việc mà cắt giảm dung lượng trên các dòng DJI Mini ha. Và dòng Mavic 3, dòng E3 cũng có luôn. Cắt giảm dung lượng nha anh em. Là sao? Tức là DJI họ tung ra các bản cập nhật để nhằm giảm dung lượng đó anh em. Để chuẩn bị ra mắt thế hệ mới là thế hệ thứ tư ha, Mavic 4, E4 vân vân. Đó là thông tin mà mình có được, là họ đã tìm cách cắt giảm dung lượng như thế nào, thì họ đã cập nhật vào trong pin đó những cái thông số để làm giảm dung lượng của pin nha anh em. Chẳng hạn như là họ giảm điện áp sạc nè, họ cắt điện áp xả nè. Bình thường ví dụ như viên pin của Mavic 3 sạc đầy mỗi cell nó sẽ rơi vào khoảng 4,4V trên một cell. Và trên app nó sẽ hiện khoảng 4,35V. Thì bây giờ DJI họ cắt giảm là họ sẽ cho nó sạc khoảng 4,3V thôi nè. Đó, cho sạc khoảng 4,3V này. Thì nó sẽ bị giảm đi hết mất 5% dung lượng. Và cắt xả là sao? Thì bình thường ví dụ như là DJI cho xả xuống 3,6V cell đi. Bây giờ họ cắt giảm lại, họ cho xả xuống 3.7, 3.8 gì đó. Họ cắt xả để họ giảm dung lượng. Nói chung là họ làm đủ mọi biện pháp để làm giảm dung lượng. Với các dòng mini này, cái dòng mà nó có nhiều cái dung lượng cao nhất thì nó cũng bị cắt giảm luôn. Nó cũng làm cái cách tương tự giống như vậy luôn nha anh em. Là họ làm giảm cái điện áp sạc và giảm cái điện áp xả ha. Cắt cái điện áp xả thì nó sẽ làm giảm cái dung lượng của pin hết anh em. Và đây là DJI Mini 4 Pro nha anh em. Đó,
đã bay cao hơn 1.000m rồi. Vào trong mây khá là mù mờ nha anh em. Mây mưa anh em, trời đang chuyển mây á, mây mưa á, mới mưa xong ha, mây rất là dày luôn. Để như anh em bảo con DJI Mini 4 Pro này nó không có hatch mở độ cao được, nhưng mà mình nói với anh em là nó hatch mở độ cao được. Đó, anh em có thể thấy là bay vô trong mây luôn rồi. Thôi giảm ha anh em, không bay lên nữa nha, vô mây. Báo là low visibility đó, tức là không có nhìn thấy cái gì hết đó anh em. Đó, trong mây mù hết. Đây là hình ảnh của cảm biến đi, chúng ta đang trong mây mù nha anh em. Đó, và đây hình ảnh thu được từ cái con mắt cam. Chúng ta đang ở trong mây mù nha anh em. 1.418m này, rất là cao rồi. DJI Mini 4 Pro nha anh em, không phải DJI Mini 3 Pro nha, DJI Mini 4 Pro đó. Thì DJI giờ nói chung rất là điên cuồng anh em, họ cập nhật tè le hột me hết anh em, họ cập nhật tùm lum thứ hết. Nói chung là bây giờ chơi DJI rất là khó chịu, cắt giảm tính năng này kia các thứ độ các kiểu độ mệt lắm. Chung là DJI giờ mà chơi thì thật sự là củ chuối vô cùng luôn anh em. Ok, mình đã qua lớp mây hết anh em. Lớp mây rất là dày, rất là đẹp nha anh em. Và lớp mây mưa rồi đó anh em. Và ngày quay video hiện tại của mình là ngày 26 tháng 4 năm 2024 nha anh em. Năm 2024 Mini 4 Pro cũng mới ra mắt đây mà nó đã hatch độ cao bay khủng hoảng như thế này nha anh em. Chung thì cũng không có gì đâu anh em, nó cũng bình thường thôi. Rồi pin dung lượng cao 5700 mAh nữa thì không còn gì bằng luôn hết anh em. Quá trời mây nó nhiễu sóng anh em ơi. Báo cảm biến liên tục trên màn hình luôn hết anh em, tại nó bị ảnh hưởng bởi mây á. Nên nó báo cảm biến luôn nha anh em. Wow, đẹp quá. Rồi mình chuyển qua quay dọc nha anh em. Mini 4 Pro ha, quay dọc ha anh em. Rất là đẹp luôn. Mây nè anh em, mây đó rất là đẹp ha, mây mưa á, mây mưa dày lắm, đẹp lắm. Sóng của Mini 4 Pro thì mạnh khỏi nói hết anh em. Sóng rất mạnh luôn. Sóng sánh mạnh, động cơ mạnh này kia các kiểu luôn. Ok, mình sẽ chụp hình chơi chút nha anh em. Mình chọn cái pano nè. Nó mình chọn spare chụp hình ha. Còn một tầng mây nữa anh em, tầng mây rất là cao luôn. Nên mình chỉ mới qua được lớp mây mưa thôi, còn tầng mây nữa, cao lắm.
hai cầu Trần Hoàng Na thông xe. Pano hả anh em, bay cao lên tí nữa. Coi pin cái, pin rất là ổn định hả anh em, nhiệt độ rất là mát ha. DJI Mini 4 Pro nha anh em, không phải Mini 3 Pro nữa nha, DJI Mini 4 Pro nha, phiên bản firmware 400 ha. Lên cao thế, đó, thấy được cái tầng mây này nè. Xài cruise control, aircraft and cruises, cruise air control. Cruise control này thì nó sẽ đỡ mình mỏi tay ha anh em, nó mình sẽ có thời gian để mình chỉnh mấy cái khác ha, nó đỡ mỏi tay ha. Còn có cái cruise control này mình chỉnh sẽ hơi mỏi tay nha anh em. À, chuyển qua chế độ chụp ảnh thường đi. Để chụp vài tấm đi. Đó, chụp ảnh này anh em. Chuyển qua quay phim này anh em. Đó, quay biển mây ha anh em, rất là đẹp ha. Bay gần 3.000m rồi anh em. Ôi trời ơi trời. Quá đẹp luôn, quá xuất sắc luôn. Bay cao đúng là nó có cái hay của nó. Sóng hơi lost một chút. Tại mình chúi cái tay khiển xuống đó, sóng nó lost đấy. À, 3.000m mình dừng lại nha anh em. Để mình chụp pano cái rồi mình xuống ha. Cao quá rồi. Không tốt đâu. Ơi. Quay nhìn lên, 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 giảm tốc xuống, giảm tốc lên, giảm tốc lại, giảm tốc lại. 3.000m với DJI Mini 4 Pro nha. Quá đã, quá đỉnh luôn, quá đẹp luôn. Rồi, pano cái nữa nha, pano cái là mình xuống nha. Pano. Sóng rất là khỏe anh em. Đúng là sóng O4 ấy, khủng khiếp nha. Sóng rất là khỏe, sóng zin cũng tay khiển cũng khỏe kinh khủng. Mà bay rất là cao rồi. Coi battery info ha, mình battery info còn chắc lắm, không có sợ. Ok, số anh em ơi. Nhờ có cái cruise control này làm cho mình nó đỡ, rất là đỡ mỏi tay ha anh em. Không có cái cruise control này mình mỏi tay chắc chết luôn á. Cầm giữ cái cần ga hoài á để cho nó chạy á, mỏi tay lắm. Nhiệt độ ha, 43 độ C ha. 3,78 V ha. À, nói chung là nhiệt độ rất là thấp luôn anh em. Bay cao thì ở trên nó lạnh nữa.
càng ra nhiệt độ sẽ càng thấp. Mà nói chung là nhiệt độ thấp quá cũng không có tốt đâu nha. Mình nói thiệt anh em á, nhiệt độ thấp quá cũng không có tốt đâu. Pin là nó phải nằm ở trong một cái mức nhiệt độ nó lý tưởng khoảng 45 độ C á, là nó good nhất nha anh em. Thấp quá nó cũng không tốt. DJI Mini 4 Pro. Nè, Mini 4 Pro ha. Ok. Mây mưa quá dày, quá đẹp. Phải nói là thật sự là tuyệt vời luôn. Chung bay cao thì là không nên rồi, nhưng mà đôi khi nó có những cái nó hay quá. Bản thân mình cũng thích, nhưng mà mình không khuyến khích, không cổ vũ, không cổ suý, không bắt anh em phải làm theo. Tại vì hậu quả là anh em sẽ phải tự chịu á. Cho nên ai muốn chơi thì làm, ai không muốn chơi thì thôi. Ai cảm thấy sợ, cảm thấy sẽ lo lắng về những cái hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra thì đừng chơi. Còn anh em nào yêu thích, đam mê và có đủ bản lĩnh, có đủ tự tin, có đủ cái kỹ năng để có thể điều khiển cái thiết bị của chúng ta an toàn thì anh em cứ việc trải nghiệm thử thôi. Còn mà mình không tự tin, mình cảm thấy ghê sợ, mình cảm thấy lo lắng, hay là mình cảm thấy về vấn đề này, vấn đề kia, vấn đề nọ thì đừng chơi. Thế thôi. Và nếu mà mình không dám chơi thì mình cũng im lặng. Hoặc là nếu mình có chơi thì mình cũng bình thường thôi. Mình đừng có phô trương quá. Mình đừng làm quá lên để ảnh hưởng tới những anh em chơi khác nữa. Mình chỉ muốn nói vài điều như vậy thôi. Còn chơi không chơi là tùy vào sự lựa chọn của từng người, từng cá nhân. Nhiệt độ xuống 38 luôn. Máy chắc là nó một hơi xuống chắc nó đầy nước luôn anh em, tại vì nó bay vô mây á, nó chiếm mây nó sẽ ra nước, cái máy nó sẽ ướt ha, có thể là nó ngấm luôn cũng không chừng nữa. Cái này thì cũng anh xui, nói chung là mình không có nói xui, nhưng mà chuyện gì nó cũng có thể xảy ra. Về yếu tố kỹ thuật là nó như vậy, còn cái chuyện thực tế thì không biết sẽ ra sao. Nó quạt gió như vậy, nó đẩy gió như vậy thì chắc chắn là sẽ có hơi nước đi vào trong máy, chắc chắn có nước. Nước vào trong máy là chắc chắn sẽ có. Máy nó sẽ bị ẩm này kia các kiểu. Về mình phải chống ẩm nó lại thôi, sấy nó khô, chống ẩm nó các thứ. Để không là nó quẻo tù lẻo mình cũng không biết được. Anh em mà quay chụp trên cao như thế này, anh em đừng có cắm cái ống kính camera chúng ta vuông góc 90 độ nha anh em. Hạn chế tối đa nha, chỉ cắm xuống 90 độ khi mà thật sự cần thiết thôi, chứ đừng có cắm xuống 90 độ, tại vì quy định của Bộ Quốc phòng là không được phép quay chụp ở chế độ vuông góc 90 độ. Anh em quay kiểu gì cũng được hết, nhưng mà trừ cái góc vuông 90 độ là cực kỳ hạn chế. Nó ảnh hưởng tới cái vấn đề về an ninh quốc phòng quốc gia rồi đó anh em. Cho nên anh em hạn chế, không có cụp cái cam 90 độ xuống thì nó sẽ không có ảnh hưởng nhiều tới cái vấn đề liên quan tới pháp luật. Còn mà anh em quay chụp mà cắm cái cam 90 độ xuống thì mình không bảo đảm. Tại vì cái đó mình có nghe, có công văn, có giấy tờ luôn rồi đó anh em. Hạn chế quay chụp 90 độ. Hầu hết các clip mà nếu mà quay chụp 90 độ á, là nếu mà bị phát hiện á, là sẽ bị bắt buộc phải xóa đó anh em. Bắt buộc phải xóa chứ không có được để những cái clip đó mà mình phát tán lên ha. Nó ảnh hưởng tới cái việc an ninh quốc gia. Nó có thể hình thành những cái bản đồ đường đi này kia đó.
sẽ có những cái kẻ xấu lợi dụng những cái đó để họ gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Mình thì mình chơi cũng phải biết cái những cái cơ bản chứ đừng có làm liều ảnh hưởng tới những cái người chơi khác. Bay 5.700 này mà bay 3.000 m thì chắc chưa thấm đâu. Mình nghĩ chắc phải bay cỡ 4.000 hoặc 5.000 m nó mới thấm anh đi. Tại vì hiện giờ á mình nó còn có hơn 1.000 m thôi mà dung lượng pin, phần trăm pin nó còn tới 47 lận. Chắc phải bay thêm 1.000 m nữa. 1.000 m là trên mini 4 Pro á nha. Còn mà nếu mà anh em mà chơi con mini 3 anh em. Gọi là mini 3 Pro, hai con đó, nó ít tốn pin hơn, ít tốn pin hơn kha khá luôn á. Là chắc là sẽ bào được cỡ 5.000 m là mình nghĩ là khỏe luôn anh em. 5.000 m là hoàn toàn bình thường. Có khi còn dư phần trăm pin để lúc mà mình xuống mình còn lượn lượn thêm được vài vòng nữa. Còn mà con mini 4 Pro thì nó hơi tốn pin chút. Nó hơi ăn pin hơi nhiều cho nên là bay cao quá thì nó không đủ năng lượng. Bản thân cái body của nó đã nặng hơn cái body của con mini 3 Pro một chút rồi. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những cái hệ thống cảm biến mà truyền hình ảnh của nó tiêu tốn nhiều công suất. Và đặc biệt là anh em biết là cái sóng mà truyền càng mạnh nó pin nó sẽ càng tốn. Và thực tế là cái tai khiển của cái con mini 4 Pro pin nó cũng nhanh hết hơn cái tai khiển của con mini 3 Pro. Mặc dù là cái dung lượng pin nó giống nhau nhưng mà cái công suất phát của cái tai khiển mini 4 Pro nó mạnh hơn cho nên là nó sẽ tốn pin hơn. Và cái máy bay nó cũng vậy luôn, cái máy bay cái công suất phát nó cũng mạnh nữa cho nên là pin nó sẽ tốn. Còn thêm cái hệ thống cảm biến mắt cá, cảm biến mắt cá xử lý ảnh nó sẽ phức tạp hơn là cái cảm biến phẳng, vì vậy cho nên là pin nó cũng tốn hơn cái một chút thì nó sẽ làm cho thời gian bay nó bị rút ngắn lại. Hồi xưa lúc mà mình chơi thì thời mini 1 anh em mình đã rất là thích bay cao ở một cái mức độ thôi nha chứ không phải là bay quá cao nha. Mini 1 thì nó kháng gió yếu xìu à. Nhưng mà mình rất thích bay cao, mình cảm thấy là bay 500 m nó không đủ anh em. Tại vì là mình ở đồng bằng á, mây nó bay rất là cao. 500 m là gần như không thể nào chạm tới mây được. Hiếm có lắm. Trừ những bữa anh em thức sớm thật sớm luôn, sớm vô cùng sớm nha để quay những cái mà sương nó bay thấp á, bay thấp hơn 500 m á, thì may ra anh em leo lên anh em sẽ gặp được. Còn mà nếu anh em chơi mà trễ trễ hoặc là chiều tối như thế này thì không thể nào mà anh em quay được thấy mây đâu, tại vì mây bay cao lắm. Và ai cũng có niềm đam mê, ai cũng có sự yêu thích cái này thích cái kia cái nọ, miễn sao sự yêu thích của anh em nó không ảnh hưởng tới người khác là được. Còn này thì tùy theo ý kiến của từng người thôi. Có người sẽ bảo là sao ông biết không ảnh hưởng, rồi sao ông biết nó thế này thế kia thế nọ, thì cái đó tùy quan điểm của mỗi người thôi. Mình cũng không có cổ xí cho người ta giống mình hay là mình giống người ta hay như thế nào hết. Cơ bản là ai cảm thấy an toàn, ai cảm thấy mình đủ khả năng, đủ tự tin, đủ đủ bản lĩnh thì chơi thôi. Thấy bật cái đèn ở dưới bụng anh em nhìn ngược lên như ngôi sao đang trên trời rơi xuống vậy đó. Ở khoảng cách khoảng 200 m độ cao thì mới nhìn thấy được cái đèn nha, còn bay cao hơn nữa sẽ không thấy, đèn nó nhỏ quá và nhìn thấy nó như ngôi sao đẹp lắm. Thôi tắt đèn đi, gây chú ý quá. Tới đất anh em, pin còn tới 40% hết anh em, tới đất rồi mà pin còn rất là căng ha. Có cruise control này rất là sướng luôn, bay rất là nhàn luôn anh em. Rồi tới đất rồi anh em ơi, còn lại 40% pin nha anh em, rất chi là thoải mái ha. Ok, mình sẽ kết thúc video ở đây ha và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau nha. Đừng quên subscribe nhé anh em.